được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FVNC ngày hôm nay 25 tháng 1. Kính thưa quý vị, trong hành trình viếng thăm các nước Trung Đông thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được những thỏa thuận quan trọng với Iran, bao gồm tham vọng hồi sinh con đường tơ lụa nối Trung Á và châu Âu. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến thăm Iran sau khi lệnh cấm vận của nước này chính thức được phương Tây dỡ bỏ hồi ngày 16 tháng 1. Trung Quốc cũng là một trong 6 thành viên của nhóm B5+1 mà Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc sau khi lệnh cấm vận của Iran được xóa bỏ. Trong dịp này, Iran và Trung Quốc thống nhất xây dựng mối quan hệ song phương với mục tiêu gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 600 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Điểm nhấn trong mối quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và Iran là việc ký kết 17 thỏa thuận hợp tác trong nỗ lực hồi sinh con đường tơ lụa trong lịch sử. Con đường tơ lụa chỉ tuyến đường thương mại cổ điển và được xem là chiếc cầu nối giữa Trung Á và châu Âu. Khái niệm con đường tơ lụa kiểu mới cũng được Trung Quốc nhắc tới từ năm 2013, gồm hai phần cấu thành là vành đai kinh tế trên bộ và con đường tơ lụa trên biển. Đây cũng được xem là hướng phát triển kinh tế mới của Trung Quốc nhằm cạnh tranh sức ảnh hưởng với Mỹ cũng như giải tỏa áp lực cho nền kinh tế của chính Trung Quốc. Iran là điểm đến thứ ba của ông Tập Cận Bình trong chuỗi hành trình thăm các nước Trung Đông từ ngày 19 tháng 1. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc đã đến thăm Ả Rập Saudi và Ai Cập. Kính thưa quý vị, cuối tuần qua thì nhiệt độ tại Hồng Kông được ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua, chỉ 3 độ C vào lúc 3 giờ trưa. Không chỉ Hồng Kông mà cả Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đều chìm trong tuyết phủ. Nhiệt độ tại Hồng Kông hôm Chủ nhật vừa qua đã xuống tới 3 độ C, mức thấp nhất trong vòng 60 năm qua. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được huy động để giải cứu những người muốn leo lên núi để nhìn thấy tuyết, nhưng rồi lại bị mắc kẹt trên núi. Chúng tôi ghi nhận được nhiệt độ ở mức 3,1 độ C vào lúc 3:30. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ năm 1957. Mặc dù vậy, ông Wong cho biết sẽ không có tuyết ở Hồng Kông. Nhiệt độ trong khu vực vẫn còn trên 0 độ C, do vậy khả năng có tuyết ở Hồng Kông là khá thấp. Nhiệt độ tại Hồng Kông trong ngày 25 tháng 1 được dự đoán sẽ đạt khoảng 4 độ C. Những khu vực xa hơn về phía Bắc có thể hạ xuống gần 0 độ. Đài quan sát cũng cho hay thời tiết lạnh tại Hồng Kông sẽ tiếp tục kéo dài cho đến thứ Tư. Không chỉ tại Hồng Kông mà cuối tuần qua, Trung Quốc cũng ghi nhận đợt không khí lạnh bao trùm. Nhiệt độ rơi xuống mức kỷ lục âm 50 độ C. Tại Cáp Nhĩ Tân, nhiệt độ âm 39 độ C khiến nước ấm cũng biến thành bụi ngay lập tức khi vừa tung ra ngoài không khí. Kính thưa quý vị, trong nỗ lực đối phó với những khó khăn sắp tới, Ả Rập Saudi đã lên tiếng kêu gọi đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực mới nhằm giảm bớt phụ thuộc vào nguồn thu xuất khẩu dầu mỏ. Ả Rập Saudi là quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là một cường quốc trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu. Tuy nhiên, sự suy giảm đáng kể của giá dầu trong 18 tháng qua, cùng với việc phương Tây chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với một số đại gia dầu mỏ khác là Iran, đang mở ra nhiều thách thức đối với tương lai của ngành công nghiệp dầu khí Ả Rập Saudi. Chính phủ buộc phải nghĩ đến nhiều giải pháp nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ, trong đó bao gồm việc tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài FDI vào những lĩnh vực mới. Chúng tôi đang kêu gọi dòng vốn FDI đầu tư vào những lĩnh vực mới như khai khoáng, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, v.v. Bên cạnh đó, một số ngành như dịch vụ tài chính, du lịch và bán lẻ cũng sẽ được định hướng phát triển trong thời gian tới. Chính phủ Ả Rập Saudi đặt mục tiêu tăng gấp đôi nguồn vốn FDI trong vòng 10 năm tới. Trước đó, lượng vốn FDI đầu tư vào Ả Rập Saudi đã suy giảm đáng kể, từ đỉnh điểm 40 tỷ đô la Mỹ trong năm 2009 xuống chỉ còn khoảng 8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2014. Trong một cuộc gặp mới đây với Thủ tướng Ấn Độ, thì Tổng thống Pháp François Hollande đã cam kết sẽ hỗ trợ Ấn Độ đạt được mục tiêu giảm lượng khí thải carbon. Tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Pháp tại Ấn Độ hôm 24 tháng 1, Tổng thống Pháp François Hollande bày tỏ mong muốn cùng chung tay với Ấn Độ cắt giảm lượng khí thải và sử dụng năng lượng tái tạo. Trong lĩnh vực năng lượng, chúng tôi mong muốn cùng Ấn Độ trở thành người tiên phong khi nói đến việc đổi mới và triển khai các biện pháp. Do vậy, chúng tôi muốn đóng góp vào mục tiêu giảm khí thải carbon của Ấn Độ và sản xuất 40% năng lượng. Cũng trong chuyến thăm Ấn Độ lần này, Tổng thống Pháp François Hollande đã công bố khoản đầu tư 1 tỷ euro mỗi năm vào Ấn Độ. Pháp là nước thứ ba đầu tư vào Ấn Độ, sự tin tưởng cho phép chúng tôi đầu tư hơn nữa tại Ấn Độ trong năm tới. Tôi đặt ra mục tiêu 1 tỷ euro, thêm 1 tỷ euro Pháp sẽ đầu tư vào Ấn Độ mỗi năm. Tại hội nghị, ông Modi cũng cam kết sẽ làm việc cùng với Pháp để chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á và tiếp nối chương trình xin mời quý vị quay trở lại với tin tức trong nước. Gói tín dụng mua nhà ở giá thấp đã cam kết cho vay được 90%. Giá cho thuê văn phòng chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng từ 7 đến 14% trong năm nay.